chào các bạn. Chào bạn. Chào các bạn đến với kênh Anh Thời Đại. Thì hôm nay anh em mình sẽ tiếp tục thử thách làm 24 giờ. Gì hồi dữ ta? Em bị bệnh. Tao bị bệnh mày. Đây mình đang nói mà cứ gọi thầy sẽ nói lại nè. Thì hôm nay mình mình nghe gì cái gì sao thầy nói đại đi. Đúng rồi. Cái gì cười quá vậy? Gì đâu? Thì hôm nay mình sẽ hò nữa nha. Ok. Ok chưa? Ok em nè. Trong nha. Rồi, mình nói lại nha bạn. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm cái tiếp tục cái series thử thách review 24 giờ. Ở lộn, thử thách 24 giờ. Ở lộn, 24 giờ thử thách review. Ủa? Thử thách 24 giờ review nhà ai đó nha bạn. Đó. Thì chắc chắn thì làm nhà của Khang rồi. Cười quậy ta. Anh kia tôi em đi, tôi em em. Mấy nãy giỡn mặt với mình vậy ta. 1, 2, 3, nghiêm. Rồi, tóm lại. Hôm nay làm 24 giờ nhà Khang. Thiếu. Thiếu rồi. Còn, thiếu còn nữa. Nhà thầy chỉ thầy. Còn nhà thầy chỉ thầy. Đúng rồi. Thầy. Thì nhà thầy thì bữa sau làm, giờ làm nhà Khang. Được á. Cũng được. Cũng được á. Ok á. Okay. Được ha. Okay. Okay. Ok. Nhưng mà thầy nói là nhà thầy không có nhà nha. Ủa? Ủa? Chứ thầy ở đâu? Thầy toàn ở bụi không à. Vô, thầy là vô gia cư. Ủa gì? Rồi sao tụi em quay clip được thầy? Thì y chang như mình đi cắm trại vậy đó, mình lấy cái liều ra ngoài mình cắm ngay cái bụi chuối. Gì? Ủa rồi tối hay ngủ ngoài bụi chuối thiệt luôn hả? Thì nói chung là mình thì mình ở bụi nha bạn, đụng nông ở đó. À, em hiểu rồi. Là thầy đi tới đâu thì thấy chỗ nào đẹp quá thầy ghé cho người ta ở chung với người ta luôn. Phải không? Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Đúng không? Sao? Khó hiểu quá. Khó hiểu ha. Mình không hiểu thì mình bỏ qua đi. Rồi bỏ qua bên đi. Bỏ qua bên đi ha. Đúng rồi. Rồi hôm nay làm 24 giờ nhà Khang được chưa? Đúng. Ok. Còn nhà mình thì từ từ làm cũng được các bạn. Sao hết? Thầy hỏi ý kiến của Khang với thầy. Ờ quên nữa. Mà thầy sao thầy không nói trước đem chuẩn bị đồ thầy? Chuẩn bị tâm hồn nè, quần đế đồ. Cái gì mày? Ghê hả? Thầy có ai? Thầy trời ơi, gít. Nhưng mà lúc đó tối em nằm mơ thôi. Trời ơi. Tưởng đâu Khang gít kít hay là Khang gít. Gít gít gì ta? Gít không kít. Gít nô kít nha bạn. Ờ. Ơi làm mừng học luôn trời. Tưởng đâu được tâm hồn em. Tâm tâm hồn pha ke. Em nghĩ là nó sẽ mua tâm hồn cho mình là kiểu dạng bánh mì á. Không mà em không muốn nhiều lắm thầy. Cái gì nữa? Nhiều lắm, không có lo. Rồi. Em muốn nữa trời. Xong luôn rồi. Nhà mình mới cho tâm. Nó muốn biết nào mà. Thôi. Không làm vòng nữa, giờ qua nhà em quay được không? Được thầy, thầy muốn quay 6 ngày 6 đêm hay là 1 tháng 1 năm hay là bao nhiêu năm nó cũng được luôn. Thôi, không, thầy chỉ cần 1 ngày thôi chứ thầy không nổi, ở nổi đâu. Ok. Nói chung là cha mẹ em cho không? Cha em dễ, cha mẹ em dễ lắm. Dễ lắm phải không? Đúng rồi, dễ lắm tao sợ lắm. Sao sợ? Hồi trước thầy em nói thầy á, em vô nhà hàng bạn của em ha, cha nó nói là cha mẹ nó dễ lắm, nó rủ một bầy vô luôn. Tới chừng mà cha nó đi nhậu về xách chổi giết. Trời ơi ha. Chạy không kịp luôn. Chạy không kịp luôn á thầy. Vậy ha. Thôi này cứ qua thử đi. Ok. Không sao đâu, okay. Thì giết mình chạy. Ok luôn. Ok không để bạn cho đâu nữa. Khoan thầy. Gì nữa? Rồi anh Tân đi học nữa rồi hả thầy? Quên nữa bạn. Thì mình thông báo là anh Tân đi học đại học tiếp nha bạn. Nhưng mà chiều anh Tân về. Anh Tân sẽ vô quay chung với mấy anh em mình đúng không? Đúng rồi, chiều nay anh Tân sẽ vô quay chung với mấy anh em mình. Còn giờ mấy anh em mình quay trước. Ok. Ok, không để bạn cho đâu nữa anh em mình. Let's go. Rồi hiện tại thì mấy anh em mình đang ở trước nhà của Khang nha bạn. Đúng rồi. Đây Khang đây. Khang Pepsi. Khang Bet. Khang Pepsi hả? Khang Pepsi. Ủa Pepsi là cái gì? Là cái tên biệt danh của người ta đó thầy. Khang Bep mà. Khang Bep. Nhưng mà chết thêm chữ si đó là Khang Pepsi. Ok. Rồi, đây là trước nhà của Khang nha bạn. Wow. Đó bạn thấy chưa? Nói chung là nhà Khang khá là mát luôn nha các bạn. Đúng rồi. Rồi giờ anh em mình sẽ vô review cho các bạn xem. Nói chung là ở trong nhà Khang là ở trong chứ trong đâu thầy? Khang là ở trong đồng nha bạn, cho nên là có mấy cây mai các bạn thấy đẹp không? Khá là nhiều cây mai nha các bạn. Mai này nói chung là bán cũng bộn á thầy. Trời ơi, xương xương đếm khoảng mười mấy cây. Wow. Đúng rồi đó. Có nhà đàm nữa nè thầy. Có mía thầy, mía này hồi đó em lũi vô nè thầy. Mía này em lũi vô là sao? Em chạy xe em lũi vô. Trời ơi.
Này, nha đam mập. Đây là cây nha đam nha các bạn. Uống bù bù luôn rồi. Mập khô hơn ông thầy nữa. Mập khô hơn ông thầy nữa. Nè, cái nha đam này phải làm nè. Đây, cây nước nữa bạn phải không? Trời ơi, thì nghe sự tích em nấu nha đam cho mẹ em đâu. Sao? Mẹ em kêu là trà cho đam giùm mẹ nha. Em đè em mỏ gần nửa ký muối xong nấu mặn chát à. Em đè em mỏ gần nửa ký muối xong nấu mặn chát à. Trời ơi. Thôi đậu quá đi. Đây là cây mía nha bạn. Rồi xung quanh là toàn là bên đây là cây mít. Bên đây là có vàng cây mít nè. Đó, bạn thấy không? Mình đây có cây ổi mà nó mới lú trái này, măng chưa nè. Còn hai trái nè. Măng hết luôn hả? Ôi còn trái cái này, còn trái bự. Trái ổi nha bạn. Wow. Rồi bẻ đi. Ôi, hình ảnh cuối cùng của nó. Rồi chưa gì hết, anh ba đã quất một miếng. Sao anh ba? Ngon không? Ngon ok. Ngon okay. Ngon. Trời ơi, em tôi trọng sống ngon. Ngon không? Ok. Thế nữa có cho em cốt tôi nha. Ý, gì? Em tôi hả? Cho tôi gặp em. Rồi gặp em có nha. Ok ok. Sao phải em có lắm. Trời ơi. Trời ơi. Lộn lộn. Lộn lộn. Lộn lộn. Đi chết rồi, chết rồi bạn ơi, dính bẫy rồi. Lộn lộn. Anh Yên đi đâu hả? Dạ. Đi đâu hả? Vô mua tôi có nước gì không? Thôi 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 đi ra đi ra đi ra. Rồi giờ anh em mình sẽ tiến vô nhà nha các bạn. Rồi trước mặt anh em mình là một cái máy cài. Mấy cài này thời tiền sử mới có thầy. Thời tiền sử mới giờ luôn. Cái này chắc sự cố gì á. Sự cố rồi. Trời ơi trời. Trời ơi. Trời ơi là trời ơi. Hai chị này đi cài để chị ái với chị Trang. Lắc cần lắc cần lắc cần. Vô số vô số. Em nè vô số. Ủa? Ủa sao nặng vậy? Rồi hai cục tạ này xuống đi. Hai cục tạ. Anh leo lên bên kia đi. Cái gì chưa? Đó. Tao nói rồi. Trời ơi báo thiệt. Lên. Rồi hỏi lên. Rồi rồi rồi. Đây đây đây. Rồi nha anh em. Rồi có con dâu rồi. Con dâu con dâu. Còn hả? Còn đâu còn? Còn đây con nè. Còn đây con nè. Đấy nó dính ra rồi quay đây. Đi ra rồi. Đó. Ủa? Sao mày lên ga? Mày lên ga mới được. Rồi rồi, buông ga lên rồi. Rồi rồi. Nó ổn cái xe kìa luôn. Rồi mấy anh niên này tạm gì nữa các bạn ơi. Mày ổn đi. Cái nhọn này kìa. Anh đi yêu vậy. Ra để tao cho. Đi ơi, đi ra lại. Tụi bay lên ga vừa vừa ơi. Lên ga vừa vừa ơi. Rồi rồi. Nó mới có cái bệnh. Bệnh cái gì mà bệnh. Rồi. Rồi quay, quay, quay. Mạnh lên. Em thử mới lên được. Mạnh lên. Đúng rồi. Bạn ơi cứu tôi. Quay nữa. Nữa. Thôi đi vô nha bạn. Quá trời báo rồi. Đi vô đi vô. Hồi xíu nữa. Xíu nữa cha mẹ khang ra dí chạm kịp thiệt á. Rửa tay vô hàng luôn rồi. Vô nè. Rồi bên đây có cây sambuche nữa nè bạn. Thôi bà vô coi tìm trái chín. Sambuche nữa nha bạn. Này chưa tới mùa sambuche các bạn ơi. Đây mình quay trái sambuche cho bạn xem nè. Nè, trái này thì khổ quay trên em gực luôn rồi. Thầy chưa kịp quay luôn á. Bây giờ gì? Quay trái này thầy. Trái này nè. Cho bạn xem miếng sambuche này đó. Đó. Làm gì vậy? Cái chín. Cái chín hả? Đúng rồi. Không có đâu, mùa này chưa chín đâu. Rồi, vô tiếp nha. Đây. Vô. Đây là cây xương rồng. Đây, cây xương rồng này là không có. Dạ. Tới giờ rồi các bạn ơi. Hello, chào mừng anh em nha. Thì nhà Khang thì em là chủ thứ hai. Sau này thì em làm chủ.
Tại vì em cưới em của Trang. Ủa lộn, cưới em của Khang. Không, kỳ thầy. Chứ sao em làm chủ? Thì giờ này em cốt Khang nên Khang nhận lại cho em. Xạo chó, xạo chó. Rồi này em có màn biểu diễn là đò lông đao 4,000 kg. Wow. Nhiều anh ba. Đèn quyện chứ. Thử công chuyện nữa rồi. Đặt cho mình Thái Lan qua rồi. Thái Lan nữa mới chịu. Tờ Huế hành động trước rồi. Cầm bồ đen. Rồi. Cầm bồ đen. Con này nha. Ok. Chưa? Thầy muốn mấy giây em để thầy coi. 5 phút. Mở em bấm 5. Anh hai làm được chứ anh ba không? Cái vậy? Mày đang thách thức ai hả? Khoan, cho thằng Thắng nè. Cho trời. Coi đây là hai cái tường em hoài. Đây xin dưỡng nha các bạn. Xin dưỡng sẽ làm bẻ cái nói chung là cái này là cái lò xo để tập tay nha các bạn. Không nổi nó vô rồi. Đúng rồi. Đây vô rồi. An toàn là trên hết. An toàn bạn ơi. Rồi, quay phải không? Đúng rồi. Ở đây, đây nha các bạn, đây là mình lấy con gạch chiến của mình ra luôn. Lực sĩ ngoài hạng anh. Nhẹ quá. Chơi nè. Thử nè. Rồi. Rồi, bẻ đi. Nè. Rồi. À, đừng đụng đồ gói nha. Ừ. Không tùy luôn. Đúng rồi, đụng đồ gói, không có đụng đồ gói. Ừ. Anh đừng đụng nha. Không có đụng đồ gói, không có tùy vô, không tùy vô. Hả? Không có đụng vô. Ôi. Chị đồ cặp tạ không được đụng vô. Em đổ đụng đâu. Ừ, rồi đi xa vậy cho nè. Rồi đi làm đi. Rồi bé. À, mày là không có nổi đâu. Rồi anh hai thử rồi. Rồi khoan. Sao? Được rồi. Giờ mình là review chứ không phải mình vô đây mình tập luyện thể dục nhá. Ok, em giữ cái cây này luôn. Rồi. Đây tiếp theo. Đây là dàn nhạc sống của Mĩnh Khang. Ủa lộn. Khang. Dạ Khang nha bạn. Vô. Chip. Hình như gần chục. Lâu. Hát bài vậy nào. Hát bài ngày mai em cưới rồi. Ok. Rồi hát đi anh ba. Ngày mai ai cưới rồi, mai sao thằng sâu thế nào. Một người đã mang cả thế giới. Sắp đôi bạn. Trời ơi. Quá trời rung lên. Gì vậy? Em mắc hay quá, nó rung á, cái xúc động á. Cái nó té ngổ luôn. Tại vì em xúc động mà, xúc động nội thẳng muốn khóc luôn. Ủa gì Khang? Ủa gì con? Dạ. Bị nghiêng rồi. Bị chín rồi. Rồi sửa lại đi. Bị gân cái bánh rồi. Rồi đây là nhà Khang nha. Đúng rồi. Ui. Ở Khang. Đây là ba của Khang. Ôi, chào các bạn. Xin chào chú. Rồi thì nãy mấy anh em mình vô xin phép cha mẹ Khang nha bạn. Ổ chim. Quá đã luôn rồi, nói chung là trong này nát nhẹ thì chứ. Rồi đây là nhà của Khang. Rồi có cái ổ chim trên đó luôn nha bạn. Đất lành chim đậu. Nhà em có hai con cao bồi thầy. Ta không làm ta nhậu luôn chim. Rồi. Coi. Được chưa? Cỡ nào? Đem mấy người lại đi lắc cùng ai. Khoan. Rồi. Hả? Bất ngờ chưa bà nhà. Thầy cho em ngủ với thầy. Dạ giờ đi review chứ không đi ngủ. Đúng rồi. Luôn. Em khỏe luôn. Giờ này bạn khỏe không? Luôn. Anh mới đi Mỹ về chạy ra ngoài. Không. Anh hai phải nói tiếng Việt kiều. Mỹ là Việt Nam. Hello. Let's. Only she or he and her day. Cái gì? Ôi, cái gì thầy? Why are you? Bạn khỏe không? No. Vậy là bọn không khỏe hả? Đi cho hai Lị cái thẻ đen về nhà chăm sóc vợ con nhá. Ok, cảm ơn Lị à. Thằng này không vô khớp gì hết. Ủa, đi hỏi kỳ lại. Ủa, ngồi. Đi ngồi. Rồi, xin nha bạn, không lên luôn nha. Nha. Ba này nhà em có một cái thôi. Em có. Nhưng mà xài được không? Đây. Không. Đây là tivi mặt số phải không ta? Đúng rồi, tivi mặt số. Tivi truyền hình số. Cũ rồi bạn. Xài hai cái luôn rồi thầy. Tivi trắng đen. Cái này người ta cấp, người ta cho thôi. Thì mình nói luôn nha. Ở trên thì mình để tivi này, còn ở dưới thì mình xem tivi này. Nói chung là nhà Khang có hai tivi. Nhà quá giàu, quá xịn. Còn cái này là cái gì ạ? Tập. Tập. Này là tập của hai. Đưa em. À tập của chị. Ôi chứ đẹp quá. Tập của em để rồi. Rồi xong tới. Rồi tới nữa rồi trời ơi, giờ đi dùng view hay đi ngủ vậy? Ôi sáng quá. Trời nó giờ nó về tối hả? Nãy giờ nó. Em đố thầy ai là Khang? Khang đang nằm ở đâu? Khang đâu các bạn? Đố bạn đó. Đây Khang đây nha. Thầy.
Tóc bên trên, tóc bên trên lâu chạy xe kìa thầy. Đây là gia đình của Khen nha các bạn. Chiếc mô tô. Rồi trên đây là ảnh cưới của ba mẹ Khen. Cái này là ảnh của em đây. Nè. Đây là Khen nhỏ. Ông ba, em Khen cái chút xíu này là chịu. Anh ơi. Cái gì cho anh ơi? Đi lại mua anh coi ơi. Ghi số hôn màu con kia. Con nghèo khổ lắm rồi. Ôi, 16 tuổi. Khoan, đưa đây. Trời ơi, 17 bé gái Sơn Châu. Ba, chạy đi, lâu dính rồi. Ngồi, cái này gì không? Con tờ chỉ số cho con ăn một bữa cơm qua nhà. Ôi sao quẹ sao trả được á? Thằng này mày ăn cơm. Quẹ mày để chỉ được. Rồi lên khu này nha bạn. Rồi đây, trước mặt mình là cái bàn. Cái bàn ăn nha bạn. Bạn này hình như bạn để làm việc hay vậy? Bạn có nón xương cá rồi. Nón xương cá luôn ha. Quá xịn. Rồi, đây là cái ly quăng nha bạn. Hay hết nhà Khang giàu không? Tự nhiên cái giường gỗ vậy nè, để chân chơi vậy. Hồi đó thì em ngủ chứ nước mà xây xong xong em vô chổng ngủ. Chổng ngủ luôn hả? Đây làm gì nè, cái ly quăng. Thấy. Đây là cái sân gấu á. Sân gấu. Thôi nữa. Đi chơi nè. Rồi. Rồi dancer coi. Sinh ra không ai được chọn hoàn cảnh, nơi ở, nhưng chúng ta được lựa chọn cách sống. Trường hợp như cậu bé tiểu năng dưới đây là một ví dụ. Đi về phía phòng Khen. Rồi đi vô tiếp nha bạn. Rồi xung quanh đây là mấy cái gì ta? Mấy cái này là mấy cái bức tranh thiêu á bạn. Bức tranh nha. Nhà em cũng có nữa này. Đây phòng em nè. Ô, vô phòng Khen nè. Bật đèn lên. Cái đèn không? Không biết chương dễ nhì với ba không à? Dễ gì? Nè, cái huy chương này là huy chương của anh hả? Đúng rồi, em đã cho. Huy chương này là em cho nó nè. Hơi tối nha bạn. Đây em kiếm đèn. Để mình thôi em thôi. Có đèn đó ngủ anh em ơi. Đây đèn đây đó. Nè, em ghi em giới thiệu các huy chương của anh Khang nha. Đây là huy chương đồng mà Dừng nhà tại nhà. Tại sao? Đây. Ngủ giấc đi rồi nha. Rồi nhà đây là phòng Khang nha bạn. Rồi còn phòng này là phòng của ai? Phòng em Khang. Phòng của em. Thôi phòng của em quay gì thôi nha bạn. Không nên tiếng vô. Rồi xuống sau ha. Ok. Rồi đây là sau bếp nha bạn. Sau bếp là sẽ có cái tủ lạnh. Đây. Sẽ có tủ lạnh sẽ mở ra. Tủ lạnh này tới không chị? Oh no. Rồi đây một lốc trứng luôn nha bạn. Là trứng vuông thẳng nè bạn. Trứng vuông thẳng nè bạn. Khô. Đó rồi, em Khen thì sao lặt dao kìa. Đâu. Để cho em lặt phụ. Cái tóc. Vậy tóc đẹp trai đi. Anh ba lên. Lên nách nè anh ba lên. Thôi em thấy em xấu quá. Là nách kìa. Nách. Vô chai ai vậy? Có chai rồi thơm ngon xịt vô cái nữa. Rồi thơm rồi đó nè. Rồi đây là cái bếp của Khang nha bạn. Nói chung là nhà của Khang rộng rãi nha bạn. Đó, cái này là cái ống khói để dẫn ra cho đựng khói nha. Đúng rồi. Tối nay em đốt nhang cho mấy anh em. Ăn nói xà lơ. Ở lộn nhang mũi. Nhang mũi. Cái thằng này sao mà nhang mũi trăng của cú nhang mũi gì đó. Đây cái bếp nha bạn. Đó bạn thấy chưa? Đây là các bạn ăn cơm nè. Ăn nha bạn. Bún nè rồi hộp vịt giữa, hộp vịt lộn rồi có luôn. Hãy lùa luôn. Nói chung là gáo em thấy là trời ơi mà nói bà nghe tao mày mấy niên này ở bên Hà Nội về chứ không phải ở Việt Nam. Thầy thấy clip này mà em vắng là thầy hiểu rồi đó. Rồi đi cho thầy đi anh ba lẻ lẻ đi má đi 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 vô là kéo má vô đi ba vô đi má để tao vô gì? Dạ, đi. Rồi thẳng. Rồi sao gá luôn. Đây là nhà vệ sinh nha. Trời ơi. Đây là nhà vệ sinh nha, gì review ấy, review chân thật vậy chứ. Anh ba cho mượn cam nè. Rồi anh ba đi. Ra làm nhau đi anh. Chào bạn nha. Thôi lại đi vô đi. Thôi nói chứ mình dẹp đồ đi vô nha bạn. Rồi anh em dẹp đồ vô đi.
A few moments later. Hiện tại thì nhà Khang không có gì ăn hết bạn ơi, cho nên là buổi sáng á bạn, mấy anh em mình sẽ dò xăm tới chừng buổi trưa trưa mấy anh em mình ăn cho mát ha anh em. Ok luôn. Nè, cái lá xăm là gì nè? Xăm này là anh em làm sao? Ủa hay lá cỏ vậy? Cái này. Ủa? Lá xăm giò. Ê, lá xăm. Lá này phải lá xăm không trời? Đây nè. Đâu? Này đúng không? Lá này là lá gì á anh em? Đừng có hái mấy lá non, hái mấy lá già nó mới có nước. Cái lá này nè. Lá xong đúng rồi. Cái này lá xong phải không? Rồi anh em, hái đi. Này đúng không? Đó. Một xíu tôi giao trọng trách này cho hai bà con gái nha. Thôi rồi. Nó đó. Không nó mà. Ờ đúng rồi. Cái lá xong nè. Đúng rồi đó. Được không? Nói chung là. Mới đói luôn trời. Trang. Làm gì hết Trang? Chưa gì hết là nó đã té rồi. Đã mà nói gấp rồi. Còn muốn gấp thêm nữa. Dẫn đi đó. Nói chung là cái cây sâm này á bạn thì nó mọc theo dây nha. Nói chung là có cái cây nào là nó sẽ bò theo cái cây đó nha bạn, bò giáp vòng luôn. Sâm này thì ăn khá là mát luôn nha bạn. Nhiều quá đi qua kia bẻ kìa. Ở đâu? Nó vòng vòng đó. À lá này phải không? Ăn cái đó là đớt luôn. Lá này nha bạn, lá này là lá sâm nè. Anh hai quần xuống. Cái nào? Quần cái nhánh trên nó xuống. Rồi bẻ đi. Later. Rồi từ nãy giờ anh em mình phụ hai anh niên này cũng được nguyên thao rồi phải không? Ủa là phụ dữ chưa? Phụ nhiều lắm rồi đó. Nguyên thao cũng được rồi nhé bạn. Nói chung là như đây cũng đủ 8 anh em mình ăn rồi. A few moments later. Giờ hai chị em mình sắt xúc xích với lại bò viên nha các bạn. Trưa nay hai chị em mình sẽ làm mì xào cho mấy anh ăn. Mưa tới luôn mấy bạn ơi. Chị em mình là con gái là hay lo mấy chuyện bếp núc này lắm nha các bạn. Còn mấy anh trai thì lặt gao xíu vô cho chị em mình xào. Không biết mấy ông nội đó lặt gao có ăn được không nữa ha ái. Trời, mấy chuyện lặt gao nó mấy ổng là không được là mốt khỏi lấy vợ luôn á. Ừ đúng rồi, cho mấy ổng ở giáo luôn đi. Gáo tới rồi. Rửa sạch chứ nó Khang. Chứ ăn vô là đớt luôn đó. Chứ tôi là tôi Khang tiếng dữ lắm rồi đó. Yên tâm anh em tôi rửa sạch dữ lắm. Ê tôi thấy rồi nè. Tôi thấy miếng đất rồi nè. Vậy là sạch dữ chưa? Ủa kỳ ra. Vậy trời. Đi rửa lại. Rửa lại. Trời ơi. Đó thấy chưa? Không có chị em mình là mấy ông không làm được gì hết trơn á. Trời ơi biết vậy nãy không tin vậy rồi. Bởi chị nói một đứa không tin. Em mới phun nước miếng nó lại. Chứ không làm được gì hết trơn á. Mà anh phải vô, mà anh dính con miếng két hà. Là dính dữ chưa? Miếng két. Thôi em chị chia. Rồi giờ tôi lên được chưa? Rồi đi. Rồi đi đi. Em chị chia nhau ra cách. Thưa chị nè. Ái, cô có bị hơi lách không ái? Ủa alo, em có bị hơi lách đâu chị Trang. Chị hỏi anh Thoại kìa. Ủa sao phải hỏi Thoại? Tại anh Thoại mới bị hơi lách đó chứ em làm gì có bị. Ủa chị Thoại bị hơi lách hả? Một xíu nữa Thoại mà ăn đống này vô chắc nặng mùi lắm à. Không có nặng mùi lắm đâu chị, banh cái nhà thôi à. Vậy xíu hai chị em mình bỏ ít ít lại thôi ha. Ok chị. Giờ hai chị em mình sẽ luộc mì nha bạn. Bây giờ chị em mình sẽ đập trứng chiên thêm nha các bạn. Chứ mấy anh niên này ăn dữ lắm. Mấy anh đang tuổi lớn nên là ăn dữ lắm nha các bạn. Còn mình á, ăn ít để dưỡng eo. Trời ăn đại đi ấy ơi. Con gái nó mập mập lên nó mới mẩm mỉm. Vậy á hả chị? Dạo này em thấy chị hơi mẩm mỉm rồi đó. Giờ chị em mình sẽ xào mì lên nha các bạn. Giờ chị em mình sẽ cháy tỏi trứng nha các bạn. Thơm quá ha ái. Đúng rồi chị, tỏi mà sao không thơm được. Giờ mình sẽ đổ topping vô nha mấy bạn. Mì tới nè chị Trang, đi ra em đổ vô. Mà cứ đổ vậy sao chị đảo kịp. Đây đây em phụ cho. Đây chị đi lấy rau để vô xào luôn.
giờ anh em mình sẽ ăn trưa nha các bạn. Ok. Thì trưa nay anh em mình ăn mì xào hải sản táo quân. Mì xào thầy Phúc, mì xào thầy Phúc. Mì xào thầy Phúc nha. Rồi lấy chén ra múc đi. Múc chưa hả? Chén hai ra. Này thiếu người hả anh em? Đúng rồi, tăng nhưng mà không sao thầy ơi, đỡ một miệng ăn. Đi. Đỡ một miệng ăn. Trời ơi. Chứ anh ăn dữ lắm. Anh nghe tao để ăn hết quen không? Đúng rồi. Anh hết em là em nghỉ ăn luôn á. Mình nói thiệt với bạn luôn, Minh Thọ nhìn tướng ốm yếu vậy chứ ăn dữ lắm. Ăn hơn cái máy hạm nữa. Mày nói gì? Mà đúng rồi. Đúng rồi. Em phải nói là Minh Thọ ăn từ tốn đàng hoàng. À thôi rồi, Minh Thọ ăn từ tốn. Thầy coi hả? Thầy đang nói chưa hết múc rồi. Chén này múc cho thầy mà. Lẹo. Thầy cứ lưu lẹo. Đó. Rồi cảm ơn thầy, cảm ơn. Ok. Thầy nói em nữa đi. Ủa mà chén của em đâu? Ủa chén của ai đâu kìa? Đây nè, đây nè. Trời ơi. Đây nha các bạn, đây là mì xào anh thời đại nha các bạn. Mì này gồm có là mì, trứng, xúc xích, bò viên, rau rồi gác. Rau rồi hành, hẹ rồi chảo luôn nha các bạn. Nói chung là nhìn cũng ngon bắt mắt, nó cũng thơm các bạn nhưng mà không biết ăn sao à. Ăn vô ngon chứ sao hai. Để coi chàng gái làm đầu bếp như thế nào ha. Để ăn thử miếng review cho các bạn xem luôn nha các bạn. Nói chung là cái này nói chung là không biết diễn tả sao luôn á bạn, tại vì mình ăn có một miếng à. Vô miếng rồi, vô miếng rồi. Vô miếng nữa. Nè nè nè. Trứng trứng trứng. Đấy. Nói chung là cái viên chiên ngon nha các bạn. Nè trứng trứng thử thử thử. Thử ra sao? Ngon không? Ngon. Trứng ngon luôn. Rồi bò luôn. Nè nè nè. Cái nữa. Đó. Ngon. Mày ngồi mày ăn hoài à, mà chỉ biết ngon mà, chứ mày không có làm được gì hết á. Đúng đúng. Ngon. Cái gì vậy bà nội? Trời ơi. Trời xuống cũng ngon hả? Trứng cũng vậy luôn. Trời đó trứng. Mày khác gì tao mày? Tao khác mà tao không có ăn mì, mày ăn ăn rau. Để anh ăn cho coi nè. Sao? Ngon nha. Mày khác gì tao? Nói bạn nha. Mì mình với chị Trang làm là khỏi phải chê luôn các bạn ơi. Chứ gì nữa, đầu bếp 102 của người ta mà. Dữ vậy chị Trang. Đúng rồi đó. Để chị mời mấy bạn ăn miếng mì kèm miếng xúc xích thử hay sao nha. Mời bạn. Mì với xúc xích mình với ái làm quá là ngon luôn nha các bạn. Không ngon sao được chị Trang. Thì đó. Mời bạn mì nha. Công nhận mì này ngon ha anh em. Dạ lỗi. Dạ. Trời ơi, trời chết luôn. Dạ. 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 Ăn có cọng rau mà cũng bị dính lên miệng nữa. Cái mặt mụn rồi đó. Cái mặt mụn rồi mà còn dính rau nữa. Chùi đi cha. Tôi ăn sao tôi biết nó dính được. Trời ơi thẹn, vô nhà tôi không biết ăn từ tốn gì trơn vậy. Dạ. Khẩu rồi đó bà. Dạ. Ê, 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 không ăn sao để dính mặt vậy. Mày cũng vậy mà nói tao. Tao đỡ mày ơi, tao dính ngoài mà mày dính giống răng luôn á. Cái này là tôi múc cho anh Tăng nha anh em. Khỏi rồi, em vô. Ủa nè. Múc cho anh nhiều nhiều cho ăn cho có sức lực rồi. Thông minh rồi đi học cho có với người ta. Trời ơi, ý ông nói là ông cái gì kêu. Anh Tăng vô. Cầm vô, cầm vô. Anh Tăng. Hello Tăng. Mày nói nhập vậy nè. Ờ, vô ngồi nè, vô ăn nè. Ăn gì vậy? Vô ăn nè. Chỗ này, nè, đũa nè, đũa nè, 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 n
xin chén tương luôn cho. Rồi, có chén đây. Rồi. Có gì đâu ăn. Có gì đâu ăn. Mày đưa giỡn với anh hả? Tiền bơ. Vậy sao kêu anh vô ăn? Tiếp bây giờ anh coi anh sáng giờ anh làm gì. Đúng tụi rồi. Em làm muốn chết luôn. Giờ tụi em ăn xong rồi, bây giờ tới anh rửa chén á. Rồi ơi, anh đi học đường xa về đây chơi mấy đứa cho anh ăn cái chảo rửa chén hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Thì cái này là cái món quà tôi to lớn tụi em dành cho anh còn đòi gì nữa. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Thôi anh chắc đi học tiếp quá. Nói chứ em nói giỡn á, em chờ cho anh một chén nữa nè. 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 Này. Bố mình nhịn được lâu lắm rồi đi chứ. Ơi là không cái chén nào nãy. Nè đi nè. Đó, làm gì được không à? Đó, nửa đâu, nửa đâu. Nè, nửa nè, nửa. Nửa nè, nửa nè. Đó, anh em mình phải như vậy. Đó. Ơi mày quên chừa cho cha khen nữa trời. Đúng rồi. Khen thì khen nữa. Cái này chừa cho em khen nữa. Được rồi. Nghe anh Tân không được. Chị cô, chửi em tôi nè. Chứ sao cô, em cốt là người trong gia đình rồi, tôi phải chừa lại. Gia đình của mình đó. Thì gia đình của Khang đó. Trời, anh em không hiểu ý tôi rồi, tôi phải chừa lại. Chứ cái này là người lớn ăn gọi là. Hồi nãy giờ chừa cho cha mẹ với lại em của Khang rồi nha các bạn. Còn cái này thì anh em mình chia hai quốc nữa đây. Anh đâu nữa đây? Mẹ của anh à? Nơi nó chứ là cho em. Đúng rồi. Em cho anh Tân á. Đúng rồi. Đưa đũa nè. Có đũa chưa? Mời các bạn nha. Mì còn sót lại. Rồi xong rồi đi học tiếp. Cuộc sống sinh viên nghèo ăn mì. Sinh viên nghèo vừa có học giỏi các bạn lặn lội đường xa để về đây. Rồi chiều nha các bạn. Giờ anh em mình ra đây chơi một trò chơi gì đó để giải trí. Giải trí, rèn luyện sức khỏe. Nói chung là tập thể dục thể thao. Sức khỏe dồi dào siêng nha, mà luyện cặp nhảy cao, nhảy bóng đá, bóng rồi luyện kinh, rồi luyện thân mình, dẻo dai ăn tốt. Còn 21. Còn 21 hả? Đúng rồi. Chị ấy. Coi nè. Để em bung cước của em là nó ngã xuống luôn à. Thì mình nói luôn thì cái mùa lúa cắt thì nước nó lên vậy nha các bạn. Đúng rồi. Nên là sẵn anh em mình ra cái đây. Cái này là mùa nước nổi thì nói thì cũng nó sai nữa. Nãy giờ mình nói vậy đúng không? Đúng rồi á. Đúng rồi. Không biết gì hết. Thầy không biết gì hết. Thôi cứ coi như thầy không biết đi. Ok. Rồi thì giờ anh em mình ra đây chơi U đi. U là sao thầy? Chơi U với nước đi. Chơi sao thầy? Chơi U á. Phải ra lực chơi chứ. U là chia đội rồi mình u mình nhảy qua mình u đó hả? Đúng rồi. À, nhưng mà chạy dưới nước mình sẽ không được, không có chạy nhanh như trên bờ đúng không? Sẽ okay. Trực tính hơn. Bình thường thì mấy cái này nhằm làm khó gì được em. Nói gì vậy? Nó nói gì vậy thầy? Nói gì nó nè nè, nói nhỏ 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 vô. Nói đi, nói đi. Nói gì vậy? Nghe em nghe được hai từ chơi u gì á. Nó nói nha. Thôi không lòng vòng nữa, bây giờ chia bò trước đi. Ok, okay. Rồi, ai với Giang chia bò. Nhoi, nhoi à. Rồi, ai thắng? Bắt chạy này, tao không chạy nổi đâu đó. Tao nói chung giờ tao xỉu luôn rồi đó. Chạy ra. Em bắt trời. Trời ơi. Rồi em bắt ai? Tên Tần. Tên Tần. Đứng im. Giang thắng. Giang bắt ai? Bắt Khang. Giang bắt Khang. Bắt Thần. Bắt Thần. Bất thể. Trời ơi. Ok á. Rồi vậy là Di về đội của Trang. Ok. Không có thể nên em buồn. Cầm nhau cái cam luôn đây. À, vô luôn. Vô luôn. biết sao nó vô không? Chơi U này á là người có thể lực mạnh nè, bự nè, kéo á mới thắng. Đúng rồi. Chứ ở như ông Tông như mày á, kéo ai? Cỡ không? Cỡ nào? Vô cỡ nào? Đâu solo luôn. Vô. 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 Vô luôn. Ủa cái bò bên đây đâu sao vô chiếu luôn. Cái tướng em mặc đồ giống phó giám đốc vậy nè. Nó đẹp xuống ruộng. Nó quánh em. Nó nè. Rồi thôi, không giỡn nữa nè, nè. Rồi rồi rồi. Sao? Rồi rồi rồi. Quá đủ với tôi rồi. Quá đủ.
Rồi, nói chung là mày khá động như vậy là quá đủ nha bạn. Đúng rồi đó. Rồi, bây giờ vô chứ ha. Ok. Ok, giờ mình đi dễ mất đi. Như sao này sao dễ mất? Hả? Như này sao dễ mất? Lấy cây đóng vô hay gì đó. Rồi, để tụi em đi kiếm nè. Ok, đi. Đây. Rồi, hai đội đã chuẩn bị xong chưa? Ok. Nè, thầy cắm hai cái mức ở đây là chính giữa cái cây đằng đẵng nha các bạn. Ok. Còn đội bên nào về trước thì nói chung là lực chơi ai cũng biết rồi đúng không? Đúng. Okay. Thì bên nào hết người thì thua. Okay. Đội thua sẽ bị đội thắng chét xin vô mặt. Okay. Rồi giải thưởng như vậy thôi các bạn. Nay giải thưởng hơi chán nha. Đúng rồi. Nhưng thôi, mà vẫn giải trí thôi các bạn ơi, tại vì quay 24 giờ thì cũng đâu có gì đâu. Đúng. Vậy okay ha. Luôn. Okay. Nói chung là chơi rèn luyện tập thể dục thể thao. Rồi ok. Đứng dậy. Giờ. Chuẩn bị chưa? Rồi ấp ảnh vô trước nha. Chơi luôn. Chuẩn bị. Okay. Bên này ai qua đi nha. 2, 3, qua đi. Rồi. Rồi biết chơi dữ chưa? Biết chơi rồi đó. Tội của em tên gì? Thấy nhức cái đầu rồi. Tội của em tên gì? Đây em hả? Gừng U Minh. Rồi, gừng U Minh là bị bắt nha bạn. Bên là đòi tên gì? Nè, giờ tụi em ghép tên lại. Thợi à. Thận Ái Thản Ngu. Ai vậy mày? Tụi mình chửi mình luôn kìa. Tụi mình chửi mình vậy thôi. Thợi Thận Ái Thản Thắng. Đó tên gì đó. Rồi thôi, bên đây đội nó nhiều quá nha bạn. Đội nó nhiều. Rồi ok. Đội cá vô, ủa lộn gì? Gừng U Minh đã bị nói nhiều ăn một không nha bạn. Chắc sợ đó. Ok. Rồi lại bên đây. Ai qua đi. Rồi, bên em cử cho bé Bảy qua luôn. Rồi chị Bảy qua đây. Em bị bắt ở bển sao? Thì vừa chạy bển chạy về được rồi, hiểu không? Chị qua đây. Tới chỗ này rồi hả U? Tới chỗ này rồi hả U, hiểu không? Rồi qua. 1, 2, 3 U đây. Lẹ nha. Tôi mất bình thường. Lẹ lên. Anh em kéo chụp về nha anh em. Ôm lại đi, ôm lại. Bữa nay mình đang thua, mình phải ôm lại liền. Mày à, ôm lại nó qua hai người lắm đó. Vậy yeah, ha, rồi vậy đó, tới đầu bên em qua đó. Rồi. Trang qua. Trang lên Trang ơi. Trang qua phải không? Nè, chuẩn bị đi. Không, nè, nói nè, ai qua cũng được, mình núp lùm đi, thấy không? Ai qua cũng được, mình nói Trang qua nhưng mà Tân qua cũng được. Tôi bưng bà, chọi bà qua khang, bà đụng khang cái bà, còn U lần khang được về bà đó đi. Sao chơi kì ai, chơi cho em chết. Sao, tôi thí. Rồi, qua đi, ai qua đi. Thôi nói nhiều quá, qua đi. Rồi, đội này nói nhiều quá nha bạn. Vô. Chị ơi, nó bị đụng nha bạn. Dạ, về. Thầy thấy chiến lược của em chưa? Rồi, về giúp nó đó đi. Rồi, giờ ai bên đây qua cứu ái đi. Em. Để cho thằng Thận đây. Thận đi rồi. Ừ. Đi đâu nữa? Ai biết. Ơi, thành công rồi ơi. Rồi, giờ này mà lặn dưới nước dưới sình luôn. Em. 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 Mày để tao. Em. Mày để tao. Ừ, cái tướng đứng không chuẩn nữa. Được. Tụi mày nói nhiều quá, qua lẹ đi. Tao đợi nãy giờ. Rồi, ai qua? Em qua cho, nó làm không được gì đúng không? Không, mày tin tôi đi, đưa cho thằng Hãng đi. Rồi, mày cầm cam để tao cho. Không, để tao. Trời, cái mày nãy chành vậy trời. Đưa cho thằng Hãng đi. Rồi, biết ai qua cũng được. Thầy không biết nữa. Rồi, qua luôn á. Rồi, ai qua luôn đi. Rồi, để kiếm gỗ, bay qua luôn rồi. Qua đây. Nè, Hãng sẽ qua cô ái nha mẹ. Đây, ba, đây. Đây, 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 đây. Con ái đi ra nhanh lên. Dạ nhanh lên. Rồi quần trắng không? Còn biết không? Chim lại thẳng. Em kinh kéo nó rồi à. Thì em lại kéo quần nó rồi. Mới chảo quần nó em. Em rồi chảo quần nó. Mặc quần không một dây. Mặc quần không tụt dây kia. Lên mà. Rồi rồi chảo quần rồi. Cái kết của việc quần mà không cột dây là đây nè mấy bạn, nói gì quần đó. Ừ, đứng dậy à. Chào hồn ai đi chơi em chạy chơi lâu. Chào quần cho anh Thản.
Later. Rồi giờ thầy có điều muốn nói. Rồi. Bây giờ đội đây tụt quần quá thì giờ anh em mình chơi lại đi. Đúng rồi đó, chứ bây giờ chơi tụt quần bài cũng không được cho thầy. Rồi giờ chơi nghiêm túc nha, không được tụt quần nha. Ok thầy. Ví dụ lỡ tụt thì không sao. Lỡ tụt. Chắc em lỡ nhiều lần quá. Rồi vậy Khang về đi. Đúng rồi. Bay qua đây. Rồi. Qua đây, qua đây. Qua đây. Rồi bây giờ cho đội bên đây qua trước luôn. Để tao qua tao phục vụ cho. Cầm cho qua tao qua cho. Ôi, rồi cầm cái quần kia, cầm qua trước luôn. Ai qua, qua luôn đi. Cầm cái quần kia. Chơi nắm quần luôn bạn. Thôi không được tụ quần nữa nha. Chạy cái lên. Không được rồi. Rồi không được tụ quần nha. Rồi sao không thua. Rồi bên thằng nó biết. Chứ mình nghĩ sao. Ê đi bị lỡ tụ quần, cầm quần như nè. Nó đi tù thì sao. Tù nó bị tù mà. Rồi em về, về. Rồi em thua hả thầy. Rồi em thua rồi. Nó qua đó, nó qua. Rồi bên đây ai qua, qua đi. Cho Trang luôn ai. Trang qua, Trang qua, Trang 1, 2, 3. Hết thôi rồi, em hết thôi. Hai lần luôn, hai lần luôn. Hết rồi, rồi. Em hết thôi. Hồi nào. Đức thôi rồi. Hồi nào. Đức thôi rồi. Hồi nào. Hồi nào. Em có mà. Đức thôi rồi. Có tôi. Không có này. Đức rồi, Đức rồi. Đức rồi. Rồi. Đức rồi. Nè, giờ mọi người nói anh Tân vậy đúng không? Nhưng mà con người anh Tân là còn cặp vợ bên này nên là anh Tân thua, được chưa? Nói chung là thầy nghe Đức Hơi. Nói chung là tôi trọng tài á. Rồi, trọng tài quyết định, Đức Hơi. Đúng, rồi Đức Hơi là chết rồi đó thầy. Hết thôi. Bây giờ đội bên ai qua lại, bên em qua tiếp. Rồi, tới lượt em luôn nào. Rồi, vô đi. Em qua tao cứu anh ba, tụi bay ở đây cẩn thận đó nha. Ok, okay. Còn tụi bay đó. Tụi mượn như vậy bên đó còn cứu thằng. Rồi, tiếp tục đi. Lẹ lên. Lẹ lên. Cầm dây nè. Rồi, rồi, rồi. Trời ơi em quần cái gì vậy thôi. Bắt thử lại. Tại sao bắt thử lại. Anh đang bị hết. Anh đứng ngay luôn á. Em ngay luôn á. Anh ngay luôn á. Rồi giờ ai qua cứu Tân kìa. Rồi qua đây qua. Qua liền đi. Anh chi. Qua liền luôn đi. Qua cho. Tôi cho. Bên đây đã bao dây nha các bạn. Còn lại em qua đụng cũng được. Ok hay. Có quyền đụng mà có quyền cứu. Quá đi. Rồi chi đã chạy về nha các bạn. Rồi tới khi em về chạy về được. Anh chi ra khỏi sân kìa. Anh chi phạm lỗi ra khỏi sân rồi. Qua sân. Qua đâu vậy? Ngoài đây rồi. Sao? Thầy cho em hỏi ý kiến này nha. Ủa mình chơi mình được chạy ra ngoài sân hả? Anh đi ra ngoài sân rồi. Mình chơi đừng chạy ra ngoài sân hả? Em chạy ra ngoài sân. Em quay về luôn. Trời ơi. Ơi. Anh tăng hết về rồi. Em ơi, anh tăng lại rồi. Thầy giao. Thầy giao rồi, em không được chạy ra ngoài sân mà. Còn hai đứa em chưa lại bên đường. Thì... nó nồng lắm. Ráng mà chịu. Rồi. Ráng mà chịu chứ sao giờ. Rồi vậy đội bên kia qua đi. Rồi hai đứa em bắt lại hay là chạy trốn gì tùy. Rồi bên đỉnh ai qua đi. Qua đi. Rồi em bị luôn. Không nói nhiều. Chưa mà. Em mời em qua. Đồng đội của em hả? Ôm lại luôn. Ôm lại khác. Rồi hết rồi. Kéo chân lại, kéo chân lại. Nó còn một em nữa. Em lắm lộn này. Chơi tôi bọn ngoại trời. Rồi, chưa tụt thì không sao, hiểu chưa? Không sao. Rồi em về chết cũ đi em. Nó ghệ quần gì nè. Ok nhưng mà em chưa bị tụt. Rồi giờ bên em qua hay là Khang qua? Em qua. Em có quyền giải cứu hoặc là đụng. Ok. Rồi em đứng đây để đụng luôn đi. Chơi. Đụng luôn. Qua đi, không có chưa? Qua. Chơi là không có chưa nha. Qua luôn. Qua đi Trang. Để em kéo quần cái. Ê thẳng, đùa là em. Em đứng ngoài em coi quan sát kỹ hơn. Đi vô. Đây anh em vô đi. Qua đi. Hai đứa chặn ai ngồi dưới lại. Cố lên anh ơi. Đúng rồi. Thấy người ta con gái ốm yếu mà người ta có cái hơi. Ê giơ ra. Cho em kẹn. Kẹn gì? Là anh Tân chưa có đụng anh Tân một tăng một. Anh Tân chơi kì hả? Tân đụng chưa? Chưa, anh Tân gì nào? Anh Tân, quay lại anh Tân. Khó quá. Tân gì nào? Mà chạy u cái tầng. Tân chân gian dữ lắm. Anh Tân mấy cái này khó quá.
Rồi vậy em với Trang vô vị trí bị giam cầm đi. Em bị giam cầm. Em xuống qua cứu hả? Rồi. Từ đầu đem lấy hơi, cái nãy giờ bắt bà Trang mệt quá. Rồi chị ơi, tiến lên. Mệt. Đàn ông này ơi, chơi nhẹ nhàng coi. Rồi. Sao? Để em đi em. Rồi liệu chị ấy có cứu được Thảo không hay bị bắt luôn? Không, em đi ba. Chào nè. Anh ba chị kỳ. Anh ba bầu em hả? Đi qua lẹ lên. Anh ba. Ủa vậy em đi về. Em đi về đâu bắt em mà em đâu có về kịp đâu. Đâu đâu bắt em đâu. Em vừa qua em tắt hơi rồi. Em về em kịp em ơi. Đâu em về đây em mới tắt hơi mà. Thầy có sự công bằng ở đây. Ok. Vậy là Á với Thảo đã về chung một thuyền. Này là cái gì à? Gọi là gì ta? Không sợ cái địch mà anh chỉ sợ đồng đội. Tự tự mình hại mình luôn. Hại mình nha bạn. Nè, đây thì là anh cứu. Thầy nói em nè, giờ em qua em đụng hai cái này đi. Em ngồi kìa, qua luôn. Một. Ai chứ đóng chân kìa. Thấy chưa? Rồi qua cứu bò hoặc là đụng. Ờ, đứng nhanh động một tay hai cái này nha bạn, không cho đụng hai cái này. Ra đi. Anh ba là bị bắt. Quá hay luôn em ba. Ủa, hết hơi mà hại. Đâu, người ta. Thôi xong rồi bạn ơi, bây giờ chỉ còn mình thôi. Dạ anh cho chú hỏi đồng hàng. Sao chị đồng hàng không? Bây giờ nếu mình qua thì người ta sẽ tụt quần mình tiếp. Mà nếu mình không qua thì cũng thua. Mình thấm bùn. Mình cũng thua. Thôi đồng hàng đi. Không. Sao? Thua thì thôi, không có đồng hàng. Không đồng hàng. Không đồng hàng thì quá luôn. Tụt quần đó. Bắt luôn. Rồi vô, anh cầm camera giùm em đây để em vô bắt hết tụi nó luôn nè. Ok. Phút cuối cùng luôn á. Cố lên kia ơi, Di ơi, cố lên. Kéo quần lên, kéo quần lên để tụt quần đó. Không bao giờ kéo quần em buộc con dây trong rồi này. Ok. Rồi nè, ông quay gian, vô nha. Vô đi. Để đứng này mới vô. Ok, rồi. Ai mua em về đây? Anh không chặn là ai? Anh xin lỗi em. Anh cầm cao xin gì được. Xin lỗi đi chứ. Trời ơi à trời. Rồi. Rồi, tiếp tục. Chị chết em rồi. Phan, thầy có nhận ra một điều không? Không. Em cho thầy nhận ra một điều. Nói đi. Nãy anh đòi chưa đủ em. Không sợ cái địch mà anh chỉ sợ đồng đội ngu. Đưa mà đợi chị trai em. Không rồi. Đủ để em về đi em. Mẹ, thầy. Cái cách xử lý này chú rất thật là anh cảm ơn chú. Chú được hồi nãy nói chuyện rồi nè. Đúng là không sợ cái địch mạnh, chỉ sợ đồng đội. Thôi xong rồi, thầy thấy em hay không? Thầy thấy em hay không? Em chơi với anh vừa. Rồi bây giờ còn bữa nay giờ qua đụng thẳng là thắng luôn. Em qua thầy. Rồi em mạnh em qua luôn đi. Chị qua luôn đi. Không mình thắng nhưng thiệt thôi. Chị nào qua kêu tao đi nha. Em tao biết tao chạy. Một là em qua đụng thẳng, hai là em cứu đồng đội em luôn. Không em qua cứu đồng đội thôi. Rồi ok. Rồi vô đi. Vô. Đụng đi. Đụng đi. Anh thấy em lại em hay không? Em nói em chạy luôn rồi, em đâu có đứng lại à? Dài quá con ơi. Em chạy hết cái vòng ở ngoài luôn rồi đó. Em tính em chạy em ra em rồi, đừng cho nó bắt em nữa. Tính ra nó không bắt em, em cũng thua rồi. Tại vì mày chạy thôi, chạy hết vòng luôn rồi. Mấy thanh niên này non. Ủa mà sao này hơi dài vậy? Hơi dài gì, người ta mới dí em chạy mất tiêu rồi. Em như bị ông dí vậy á. Em thấy nó bự con em mà. Gì? Nó bự con em. Trời ơi bự con, nhưng mà giờ em chỉ cần đụng nó cái thôi là em thắng rồi. Được lắm, anh thích cách xử lý cô chú. Nó nhiều. Anh em đâu rồi? Đây, khoan, không nói nhiều. Đồng đội của bên đây là gì? Cái gì?
Còn bên em là cái gì? Gừng U Minh. Gừng U Minh đã chiến thắng nha bạn. Chứ sao chơi U phải chơi gừng U Minh. Rồi bây giờ bên đội bên kia để bên đội bên đây chép mặt đi. Mẹ con, buông cái mặt ra nha. Quốc rồi, quốc rồi. Ủa, lấy tay ra. Lấy tay ra, lấy tay ra. Rồi. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ok. Rồi tới bên đây, tới em chắc ái cho. Rồi em chắc ái đi. Khu khu. Anh ba ái báo nè. Anh dễ hết bạn. Để mình từ nãy giờ ha, mình mệt gắt cộng lưng lắm bạn ơi. Thôi. Trời ơi, có mẹ. Dễ thương, dễ thương. Chết đồ mình kìa anh em ơi. Trời ơi, con quỷ. Làm được trò chống gì đâu. Trời ơi, anh ba. Đây, gói mặt anh ba nè. Trời ơi. Rồi, bây giờ vô tắm rửa lên ăn uống. Ok. Ok. Nếu thấy tình huống này khó xử hãy cho mọi người cười tử tình. Ok. Ok, lên thôi. Okay. Okay. Em nói cho thầy câu này thì rồi, đừng buồn em nha. Chói. Vậy bữa thầy có cho em tiền nhiều hay là em cũng chết vậy em không bột ba đứa đó nữa đâu. Em không có lần thứ hai đâu em ơi. Rồi, vô thôi. Vô. Vô. Rồi giờ anh em mình sẽ ăn buổi tối nha các bạn. Rồi. Rồi tối nay anh em mình sẽ ăn một cái lẩu, đó là lẩu cá điêu hồng. Sai. Lẩu chưa xoài. Nè, em cho thầy coi cái lẩu nè. Có xoài đâu. Ở đây là lẩu chua nha các bạn. Chắc cũng có ngọt nữa đó. À, là sao? Là lẩu chua ngọt á. Đồ ăn lên. Đây, đây là cá điêu hồng nha các bạn. Tự nhiên đồ ăn đem lên mình gọi thằng nào thằng nấy giờ nó nướng miếng ợt. Gì thầy? Ủa? Cái gì vậy? Em đang gấp quà sinh lễ. Quà sinh lễ? Đúng rồi. Ủa? Anh em không à? Hả? Tươi tặng cốt này nha. Sao? Này lâu lâu tôi mới với mẹ cốt mà. À đúng rồi. Nên tươi tặng cha mẹ cốt với lại em cốt, đặc biệt là em cốt nha. Mấy dao ăn để lấy thảo. Nhiều ghê. Ôi, cốt biết em tôi thích dao luôn. Đúng rồi. Lên, nhiều ghê. Nhiều chứ không nhiều. Dễ sợ luôn á. Tại em không có tiền mua đồ này thì kỳ quá. Ta tặng tặng nguyên gỗ nè. Ở đâu được luôn. Vậy gỗ gì nữa nè. Gỗ luôn. Tôi tặng lại cốt nguyên thao. Đồ á. Trời, trời. Cái này là ngon dữ, cái này là ngon ngon dữ lắm. Biết là gì không? Dạ thầy. Bông súng. Vậy thầy. Đây là gì không? Đây là lục bình đó thầy. Ủa vậy hả? Ở ngoài ga lục bình. Đây ga lục bình nè. Gì? Thì cái thầy nè. Thầy dầm nè, rau lục bình bóp là tiếng gì nè phải không? Bụng súng. Cái này là lục bình. Bụng súng. Thầy cãi không em nói lục bình. Lục bình. Có lộ bụng súng. Ở lục bình lộ. Lục bình. Bụng súng. Lục bình. Nè, tại sao biết cái này là lục bình không? Tại vì hai anh em đã trải nghiệm qua rồi. Trải nghiệm qua rồi. Rồi kể câu chuyện thôi. Hỏi kể luôn mệt thấy ớn quá à. Rồi em nói thầy không nguyên một cái tô bún ha, mà có mấy cái này thầy nó nổi lên bờ để chân lục bình với thầy. Cái bún gì? Bún cá, bún xim lo á thầy. Bún xim lo. Đúng rồi. Cái bún mà nước vàng vàng. À. Diễm á. Trời. Anh ba con. Trời ơi, em nhớ lại á là thầy em nổi da gà luôn rồi. Trời ơi thầy nhớ lại ghê lắm thầy ơi. Bún xì ngò cá đi lóc. Đúng rồi. Mà mỗi tụi em ăn không có tiền mua nữa được cái đầu cái lóc mua ăn bún không á. Bún không á. Đúng rồi. Bún với lại nước không à, với lại cái rau này nè thầy. Ăn hết bún mà còn nổi rau lên bệnh cho mặt nước á, đụng cái lại nổi vậy nè thầy, nhập diệu ghê lắm. Thầy em biết là cái đó nó sắc khô khô vậy nè, để trên cái bún á với lại nó màu vàng nữa. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Ok, anh ăn thử gà này cho biết nha anh Tăng. Một bình á. Ngon lắm. Sao anh thấy cũng ngon mà mấy đứa nói kỳ vậy? Để em donut cho anh miếng. Đó. Đó. Anh Tăng thì cũng lớn rồi bạn ơi, cho nên là cho 2 trứng được ăn, 3 trứng nó bị chinh. Đúng rồi. Đó, nè. Hơi ngon á. Đó. Tí gì nha các bạn. Đó, như vậy cho 2 trứng luôn. Cho thêm miếng gà nữa nha các bạn. 3 trứng luôn kìa mày ơi. Chích gà 1 trứng mày. Dịch gà một trứng nha các bạn. Thêm miếng nước. Còn ăn lục bình luôn mày. Cho nó biết được. Cho thêm miếng gà lục bình nha các bạn.
Mời mấy bạn miếng bông lục bình của mấy đứa này nha. Nóng. Sao thấy nó ngọt ngọt, nó giòn giòn bay, ngon mà. Ngon. Ngon. Nè, ăn đi. Miếng bông ăn nữa nè. Bông lục bình nè. Hồi nãy em nói chơi á, chứ cái bông này là kèo nèo chứ lục bình cái gì. Hồi nãy giờ em dụ anh á hả? Hẹn chi anh nhớ lục bình nó tròn hay gì mà. Đúng rồi đó anh Tăng. Chứ lục bình sao mà nấu lẩu được. Chứ lục bình nấu lẩu ăn vô là đớt luôn á. Thử cái gì chiên nha bạn, chấm một cái. Trời ơi, các bạn coi nước chấm là đã không? Mãi bạn nha. Làm miếng bún luôn nha bạn. Quá ngon mọi người, cho một quả luôn. Mời các bạn miếng cá nước hồng nha. Khá là ngọt nha các bạn. Ngọt tới xương đúng không? Chắc là vậy đó. Ngon không? Ngon không? Ngon. Ngon dữ không? Dữ. Ái, ăn cái đùi này. Mày thấy đây là bao nhiêu người không? Mày thấy Tam thấy Tử đây không mày? Một dĩa cá của bốn thằng ngang mà mày lấy hết dĩa cá luôn, thằng nào ăn? Thì ba ăn cái đầu, ai ăn cái đuôi. Tao thấy mày khôn lắm rồi đó, bỏ lại. Bỏ lại. Thôi thôi cũng được, cục thịt đi anh em. Cho xin cục thịt đi. Rồi cho xin miếng thịt. Rồi miếng thịt đó. Rồi gì vậy? Rồi cá luôn rồi. Cái gì bự chứ hả? Ăn nhiều cho mau khỏe. Dục luôn đi, cho hai nói ăn đi, đi về nè. Chắc vậy rồi. Hai phải dạy còn tiếp. Kệ vậy nó đỡ được mấy phần bạn ơi. Nè nè nè. Ủa vậy á? Ủa vậy á? Nói vậy chứ. Nói gì chứ. Không lẽ giờ cái nồi lẩu ngon chết mà bỏ anh Tăng. Đúng rồi. Đó, trả anh em rồi đó. Né vô khét liền. Tha cho mày lần này thế. Tha cho mày lần này đó. Qua bên sao này. À, mày nhận đòn. Đi ra. Đi. Trộn vô mày, cột mày với. Mày gấp vô, gấp cuốn cái đầu mày giờ gấp vô, vô. Gặp vô. Sao? Làm như mình mấy anh cơ. Trời ơi. Tao vậy. Từ nãy giờ tao không đụng chạm gì mày mà nãy giờ mày làm mày gấp mày của tao mày. Mày thấy bằng tao ăn đi không? Cốt cốt cốt. Trời ơi trời. Ờ được rồi. Cốt cốt. Không, lấy chén đi tôi chừa cho em cốt hồi nãy lấy đó. Thiệt bộ. Không có lấy để xuống đây. Thằng thì gấp cho nhau. Còn thằng thì gấp cho gái, còn thằng thì chừa cho gái. Cuộc sống quá bất công rồi. Thật vô nghĩa. Đi ăn tiếp ta. Đi cho ăn tiếp. Ba anh em mình ăn con cá gì à. Nghĩa rồi. Hết nói luôn mấy bạn ơi. Lấy cái tô xíu xíu. Không mấy này nó lấy nó ăn hết. Ủa alo, nãy giờ mấy anh em làm gì vậy? Làm người chứ làm gì? Họ câu lãng thiệt chứ. Ủa vậy mà mọi người có thấy tôi đang ở đâu không? Đang trên đường quan chứ đâu. Ăn cũng không xong nữa. Ủa rồi từ nãy giờ mọi người có thấy sự hiện diện của tôi không vậy? Không. Nè. Ăn đi cũng nóng bự hả? Gì con? À được được được. Anh ở tới nhà ông cũng thấy sự hiện diện của tôi mà. Ừ có mình tôi thấy à. Thôi xuống đây ăn gió lành các bạn ơi. Em chở nhìn nó đi chứ. Mệt mỏi thiệt luôn á. Đụng bự quá. Bàn bay ngồi dưới cho đỡ tốn mày ơi. Cảm ơn nhiều nha. Chứ tao mà còn ngồi ở chở anh là một xíu mày lên 60 giây luôn á. Thôi bà anh ở dưới đó đi. Em nghe mà em ghén quá à. Hả? Ăn xong hồi trưa thanh niên nào làm này? Em dò nè, em dò. Em, tao quá, tao. Nói chung là ai? Em. 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 Rồi, cái này thầy làm á. Rồi, thầy làm đó. Em đâu biết rồi mà. Rồi, ăn đi anh em. Trộn lên. Cái này là hồi chiều mấy anh em mình để cho nó đông lại nè các bạn. Đó, bạn thấy giống như xăm gì ta? Xương sáo. Xương sáo không? Câu nè, câu. Xăm.
Mới vậy nha. Rồi ăn thử miếng coi. Để lấy dấu em bớt. Cái gì? Chưa. Không sao. Nó còn sống, còn sống, nó nhảy được. Sao? Em bỏ hơi quá đà. Bỏ gì? Bỏ đường. Ngọt quá hả? Để em nó cái nè, nó ngon. Mời bạn nha. Sau này nó có màu 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 xanh thấy. Biết cái này là gì không? Này là gì? Cái gì? Cái lá gì? Gọi là lá gì thôi? Là lá sâm. Lá sâm á, cái lá đúng hồi rồi. Xưa bố lộn rồi, hồi chiều thổi trà. Rồi thấy làm sao mà nó đông được hay vậy? Được, cái đó là vậy á. Biết sao không? Tại vì bỏ tủ đá nó đông là gì đó. Trời ơi, em này ăn đi. Ngon. Ngon ăn. Ăn ngon là được rồi. Ăn này mát lắm. Rồi ăn vô coi có mát không? Mát rồi. Mát ha. Mát không? Mát không thấy đổ luôn. Mát được. Đổ thôi. Đổ thôi quá trời luôn. Rồi mình hỏi ăn vô coi mát không mình hỏi. Mình ăn một cục chà bá luôn. Đó rồi mình ăn hai cục luôn. Này mấy chà bá nè. Rồi đứt rồi đây. Đúng rồi đó. Rồi ăn vô. Ăn vô. Ăn vô. Mời bạn nha. Ha không ra bự lên nuốt trời ơi gọi nuốt luôn rồi không luôn rồi dễ 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 rồi nghe 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 vút 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 cầm cung cầm cung cầm cung cầm Không, anh nó chưa gà đâu, anh trọng đầu gà. Không, khoan, khoan, từ từ. Gì vậy? Nó xỉu giờ. Thôi mày chết thôi, để tao điện mày cái hồn này đang khuyến mãi. Bây giờ thẳng quá hả? Thẳng là anh trọng, anh trọng có hồn. Chứ không có dồn. Má dồn lên nào. Thôi hả, nó đi Nói chung là mình kết thúc video tại đây. 1, 2, 3 nghiêm. Thôi quá mệt mỏi mình bất lực nha mà. Rồi nếu bạn thấy video này hay cho mấy anh em mình xin 1 like. Để mọi anh em mình cười nhiều hơn nha. Còn bây giờ đây. Bye bye.